Thưa quý vị, ngay sau khi đến thành phố Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernandez và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và vào viếng mộ anh hùng dân tộc Jose Marti, mộ Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, mộ cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cepedes, mộ quốc mẫu Maria Gracias de Maceo ở nghĩa trang Santa Ifigenia. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernandez và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các bậc tiền bối, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cuba. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự khi tới thăm thành phố anh hùng Santiago de Cuba, cái nôi của cách mạng Cuba, bày tỏ xúc động khi viếng nghĩa trang anh hùng dân tộc của Cuba, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Jose Marti, Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, đặt hoa trước lăng mộ cha của nền độc lập Carlos Manuel de Céspedes, mộ mẫu quốc của Cuba và những nhà lãnh tụ cách mạng tiền bối có công lao to lớn trong việc đặt nền móng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba. Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm chính thức Cuba lần này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt, diễn ra trong năm Cuba kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Girón và tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa cách mạng Cuba, kỷ niệm 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada, mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang tiến tới cách mạng thành công của Cuba vào ngày 1 tháng 1 năm 1959. Kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội hữu nghị Cuba Việt Nam ngày nay, và kỷ niệm 50 năm Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz thăm vùng đất lửa Quảng Trị. Chúc mừng thành công của cuộc tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội khóa mới, khóa 10 và kiện toàn ban lãnh đạo mới của Cuba, Chủ tịch Quốc hội thông báo một số kết quả của chuyến thăm chính thức Cuba và Chủ tịch Quốc hội cho biết nhân dân Việt Nam rất tự hào vì trước khó khăn thử thách khốc liệt do bao vây, cấm vận, nhưng nhân dân Cuba vẫn hiên ngang đứng vững và từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernandez và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm bảo tàng 26 tháng 7, trước đây là trại lính Moncada và nay là bảo tàng, đồng thời là trường học mang tên 26 tháng 7. Di tích này gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26 tháng 7 năm 1953 diễn ra cuộc tấn công pháo đài Moncada của đội quân 135 chiến sĩ do lãnh tụ Fidel Castro chỉ huy, được coi là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập tự do của nhân dân Cuba. Sự kiện là mốc son quan trọng, là tiền đề để cách mạng Cuba đi lên thắng lợi cuối cùng vào ngày 1 tháng 1 năm 1959, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba, kỷ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.